Vương quốc tỏi, một mệnh danh của đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa ở giữa biển hàng triệu năm trước. Chính địa hình khí hậu giữa biển và thổ nhưỡng trầm tích núi lửa đã đậm thêm cho tỏi trồng ở đây những tinh dầu, hương vị đặc biệt. Người dân Lý Sơn trân quý cây tỏi và đang xây dựng thương hiệu tỏi vang danh với nhiều sản phẩm từ tỏi khác nhau. Tỏi đen nhiều nhánh được làm 100% từ tỏi được trồng tại đảo Lý Sơn. Những tép tỏi được lên men cho môi trường được kiểm soát chặt chẽ từ nhiệt độ đến độ ẩm, không phụ gia và chất bảo quản. Sau đó, tỏi tiếp tục được chuyển sang quá trình oxy hóa để chuyển thành màu đen. Tỏi đen Lý Sơn vỏ nâu vàng. Bên trong màu đen và có mùi thơm dịu. Khi ăn có vị thanh ngọt tự nhiên, giống trái cây sấy dẻo, đậm đà, không có vị ăn cay nồng như tỏi trắng. Để làm ra được những củ tỏi đen mà đạt chuẩn 3 sao OCOP á, thì bên em phải chọn những củ tỏi trắng, chắc cũ, mà muối rất là to để lên men, để giữ được cái vị ngọt của tỏi. Và tỏi đen sau khi được lên men á, trong nhiệt độ là 65 đến 70 độ C, quy trình khép kín và thời gian lên men là 50 ngày. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại tỏi đen, nhưng tỏi đen Lý Sơn vẫn mang hương vị đặc trưng riêng, không thể lẫn với các sản phẩm tỏi đen ở các nơi khác. Tỏi đen Lý Sơn á, thì sau khi được lên men, á, cái vị của nó ăn là rất là ngọt, có vị chua và thơm mùi thuốc bắc. Vì là tính chất của nó là trồng trên đảo nên là mang tính đất thuộc thổ nhưỡng, đặc biệt có đất Ba Gian và các san hô nên là hình thành nên là củ tỏi có rất nhiều chất dinh dưỡng và tạo sự khác biệt. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Sinh là đơn vị tiên phong trên đảo Lý Sơn chế biến tỏi đen nhiều nhánh, mong muốn tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng, đáp ứng yêu cầu không chỉ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu. Doanh nghiệp đã liên kết với các hộ dân để trồng tỏi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Quá trình trồng đều được doanh nghiệp giám sát chất lượng, không sử dụng thuốc, phân hóa học, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng. Hiện tại, Phú Sinh đã liên kết với gần 100 hộ dân là bên đồng hộ. Vùng nguyên liệu tiêu chuẩn của mình hiện tại đã hướng về là Việt Gáp là đã được gần hầu như là gần 50 hectare. Và hướng mục tiêu của Phú Sinh ấy là đầu vào ổn định thì vùng nguyên liệu và cái chế biến cái thành phẩm của cái tỏi đen OCOP 3 sao ấy thì nó mới đạt tiêu chuẩn sạch và hướng đến là 4 sao. Huyện đảo Lý Sơn có diện tích gần 10 km2, 1/3 diện tích trên đảo được trồng hành tỏi. Tỏi Lý Sơn đã lọt vào danh sách top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Tỏi Lý Sơn có một đặc điểm riêng là củ nhỏ vừa, tép đều, màu trắng, chắc. Ăn tỏi Lý Sơn cảm nhận được mùi vị thơm, cay dịu, ngọt nồng. Thành phần chủ yếu của củ tỏi là chất allicin. Trong tỏi còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là silen, giúp cơ thể con người tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, phát triển trí não và tăng cường tuổi thọ. Tỏi đen nhiều nhánh ở Lý Sơn là sản phẩm phát triển từ tỏi Lý Sơn. Dù trải qua quá trình lên men ở nhiệt độ cao, nhưng không làm mất đi các chất có lợi cho sức khỏe. Tỏi đen Lý Sơn đã được thị trường trong nước đón nhận và đang bước ra thị trường thế giới. Có chứng chỉ hết sách và để mục tiêu của công ty Phú Sinh là không phải là OCOP 3 sao, sẽ hướng về là 4 sao, 5 sao để đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Cái mẫu này thì bên chúng tôi đã chào bên khách Philippines, ở Singapore và khách đã dùng và thấy rất là ok. Thì cũng hứa hẹn là trong nay mai sẽ
thì sẽ đưa được cái dòng sản phẩm của quê hương. Tỏi đen nhiều nhánh Phú Sinh đang là sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao, là một quà tặng có giá trị về sức khỏe để trao tình thân, an lành cho mọi người.